Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình. Mình là Taro, mê anime. Ok anh em ha. Thì hiện tại là mình đang vào từ game Honkai Story anh em à. Ok, thì nói chung là Honkai Story cũng đã rất là lâu, mình cũng chưa ra clip anh em ơi. Thì nói chung là mình cũng tích vé này kia cũng bung xả khá nhiều. Và đợt này thì nhân dịp là game có ra mắt vị tướng, đó là vị tướng Firefly anh em à. Ok, thì cùng mình roll vị tướng Firefly nào anh em ơi. Let's go. Nhưng mà trước tiên thì anh em cùng mình sẽ trải nghiệm vị tướng Firefly trước nha. À, khoan đã, thì mình sẽ cùng anh em nhập một số cái code hiện tại mà của game đang có nha anh em. Rồi ok, thì hiện tại là game đang có một số code như sau. Thì ok, thì anh em cùng mình nhập một số code này nha anh em. Rồi ok, anh em đợi mình xíu nè. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nhập thử nha. Mình cũng chưa biết rõ là những cái code này nó sẽ nhập lại được cái gì nha. Rồi ok, rồi code đầu tiên nè. Rồi sorry, lỗi kỹ thuật xíu anh em. Rồi ok, rồi ok, rồi ok, một code nè. Rồi code thứ hai. Rồi sao cứ lỗi hoài vậy ta. Ok, rồi ok, code thứ hai và cuối cùng là code thứ ba. Thì cứ mỗi đầu phiên bản anh em cũng sẽ được tặng 600 đá, 600 kim cương anh em ơi. Ok, thì mình nói là 600 kim cương, thực ra là gọi là 600 ngọc ánh sao á. Ok, thì chúng ta nhận được một số cái món quà nhỏ nhỏ và quan trọng là 50 ngọc ánh sao được. Ok anh em nhé. Rồi thì sau đây là mình sẽ test trải nghiệm về vị tướng Firefly anh em à. Thì theo như dân mạng đồn thổ và rất là nhiều người đánh giá rằng là gì, con Firefly này rất 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 là mạnh. Thì nhưng mà nó hơi kén đồ hình một xíu thôi anh em. Đó, không phải hơi kén đồ hình đâu mà cũng khá là kén đồ hình đó. Rồi ok, Firefly tuyệt tuyệt kỹ biến thân và nhận kỹ năng mới. Ok, rồi đánh thường nè, rồi thi chuyển đòn nhịp đòn bí kỹ. Ok, ôi Superman à. Ô đỉnh nhang, đỉnh nhang. Ok, rồi lại nè anh em. Ê đúng Kyo ngầu nhờ, lực khủng khiếp luôn. Ok, sẽ cho anh Gallagher anh. Lê vậy? Ok, Superstar hay Ensign. Ok, ok, mình nghĩ chắc mình đánh thường đi nhờ. Rồi có vẻ là mình bung một chiêu hơi nhanh nha anh em. Nói chung là chơi mình đang trải nghiệm tướng thôi. Ok, rồi tuyệt kỹ. Ok, quay đỉnh gì ta. Ok, hey, wow. Ok, rồi men. Ok, rồi ok. Trời đã vậy, lố chơi đã quá vậy anh em. Hơi bị đã luôn á nha. Ok, ulti. Trời chém lục. Ui, chất lượng. Ok anh em ha. Thì giờ mình anh em cùng mình quay vị tướng Firefly nào. Let's go. Ok anh em ha. Rồi thì bây giờ bắt đầu cùng mình quay vị tướng Firefly nào. Ok anh em nhé. Rồi ok, thì nói chung bên Firefly này thì mình cũng chưa có chuẩn bị gì nhiều. Thì nói chung là ở hai con hàng của mình thì có bao nhiêu rồi mấy nhiêu nha anh em. Ok, let's go. Phát cái người đầu tiên nào. Let's go. Thì bây giờ hiện tại mình đang có hai con hàng, thì hy vọng cả hai con hàng đều nổ cả trắng anh em ạ. Nói chung là tôi cũng xui lắm, hên xui à. Ok, rồi cũng chưa có gì rồi. Thôi không sao cả. Nói chung là phát 10 lần nổ liền thì cũng may mắn quá. Ô Gallagher cũng ngon. Thì tại vì đây là con hạt phụ nên ra càng nhiều Gallagher càng tốt anh em à. Đó, rồi ok. Rồi bây giờ là phải nhắc phát X10 thứ hai nè anh em. Ok,
Thì mình hy vọng là ra được Firefly anh em ơi, tại vì nó cũng sẽ là một bổ sung khá là mạnh, DPS khá là mạnh lực luôn anh em ơi. Thì theo như mình xem rất là nhiều video trên YouTube anh em ạ, thì mình thấy con Firefly E0 S0 rất là khỏe và trải nghiệm rất là ok luôn anh em. Đó, thì với góc nhìn của mình thì rằng là Firefly là một con mà mình nghĩ là ở mức E0 S0 thì nó sẽ rất là ngon rồi. Ok, thì giờ đổ nhẹ vài vé thì bây giờ còn bao nhiêu hút bấy nhiêu, tài sản bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi anh em ơi. Ôi ơi, nó xui dữ trời, sao không ra một con gì luôn anh em ơi. Ây da, Shiba, thiệt sự chứ. Không ra cái gì luôn chứ, xui thiệt. Ok, phát X10 tiếp theo nào, let's go. Rồi thì mình cũng chia sẻ là tại vì hai con ạc này thì cũng rất là may mắn rồi. Tại vì về căn bản thì con ạc phụ của mình mình cũng không nghĩ là nó có thể vực chạy nổi. Sau khi mà mình roll con Acheron E2S1 anh em ạ. Thì từ hồi có Acheron E2S1 đúng là kiểu như là đi suy nghĩ không cần suy nghĩ nhiều. Ủa, Misa, ngon nha. Ok, được nhận thêm một Misa nè. Khá ổn. Rồi thì quay lại câu chuyện là con ạc phụ của mình á, thì ban đầu là mình nghĩ là cũng không vực chạy nổi đâu, nhưng mà sau khi mà mình may mắn mình ra được con Acheron E2S1 anh em ạ, ôi ôi gánh tem lực giả mang luôn. Thì nói chung là anh em nghĩ sao chứ, bây giờ với con ạc hiện tại của mình á, bây giờ ra thêm con Firefly nữa thì mình sẽ hoàn thành được một cái team gọi là team Fred. Ok, Suiji. Ác này mình chưa có Suiji anh em ơi. Thì hiện tại thì game đang có rất nhiều event. Ok, lại một Suiji nữa. Ố, kỳ vậy ta. Sao ra nhiều Suiji quá vậy ta. Ok, cũng được. Suiji cũng là một vị tướng khá là chán chơi, nhưng mà hơi tiếc nhẹ là khá là khó để chơi anh em mà. Bởi vì sao? Về mặt căn bản là Suiji nó lại cần quá nhiều tài nguyên cho nó anh em ơi. Là thứ nhất là cần tinh hồn cao nè, thứ hai là anh em build đồ nó cũng phải cứng một xíu thì chơi game nó dễ. Nhưng mà ví dụ như mấy vị tướng như kiểu như Firefly như vậy nè, thì anh em build ở mức độ đồ khá thôi á là nó cũng đã, mình thấy cũng là gọi là super vip rồi, gọi là cái lượng đam cho ra mà với đi cùng với lại main hoặc main hộp nè, rồi đi với green may nè, trời ơi cái lượng đầu ra sát thương mà mình khá là bất ngờ luôn. Đó, rồi, mình chưa nổ tà nãy giờ, mình roll nhẹ X1 để có cái sự may mắn hơn, mà mình thấy nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu nổ nữa. Trời ơi, sao nó xui dữ ta. Trời ơi, có một chút gì may mắn lên coi. Có một chút may mắn coi. Let's go, anh em ơi. Trời ơi, thật là mệt mỏi. Không ra. Sao mà nó xui dữ vậy trời. Trời ơi, không có một... tín hiệu từ vũ trụ, tín hiệu từ vũ trụ, đây rồi. Và đó là hủy diệt anh em ơi. Và đó là hủy diệt. Let's go. Ok, rồi, một con ạc nha anh em. Rồi, thì mình roll nhẹ X10 thêm cái vũ khí nữa nè. Ok, chưa ra, không sao. Mục tiêu vẫn là E0X1 anh em ơi. Ok, rồi thì anh em cùng mình tới con ạc thứ hai nè. Rồi đây là con ạc chính của mình anh em ơi. Thì con ạc chính và ạc phụ thì nó cũng không có khác biệt nhau nhiều lắm. Về căn bản là con ạc phụ của mình thì nó có thời gian mình nghỉ và sau đó là mình có mắc lại game. Còn con ạc chính thì mình chơi từ lúc đầu game từ lúc đầu game, nhưng mà cũng khoảng đầu game lắm. Về căn bản là từ lúc mà mình từ banner Sele, nhưng mà mình không roll banner Sele mà mình roll banner Dinh Doan anh em ạ. Đó, rồi thì ok, nãy giờ vẫn chưa nổ, cũng khá là xui nhẹ nhờ. Trời ơi, nói chung là tích tài nguyên rất là lâu nhưng mà dấu hiệu nổ thì vẫn chưa thấy đâu anh em ơi. Nào, nó xui kìa. Trời ơi, không có một chút may mắn luôn anh em ơi. Xui quá là xui. Trời ơi, có một chút tín hiệu từ vũ trụ coi. Như hồi nãy đó, hủy diệt đâu. Trời ơi, sao nó xui dữ vậy trời. Ok, Galaga, tại vì con ạc này thì mình đợt trước mình roll Acheron E4 rồi. Thì nói chung là đã phụ được Galaga E6 luôn. Nên là giá thì thật sự là với mình thì bây giờ mình có luyến tiếc khi mà mình roll con Acheron E4 không á, thì thật sự là cũng hơi tiếc nhẹ một xíu. Ơi, căn bản Acheron E2 cũng đủ chơi rồi.
Nhưng mà về căn bản Aetherone 4 thì nó cũng gọi là cũng khá là lực anh em à. Cũng gọi là một cái gọi là sức mạnh, nó cũng tăng được cái lượng sức mạnh lên khá là cao luôn. Đó. Thì cũng điển hình như con tướng Firefly này. Thì giữa hiện tại là đang có rất nhiều anh em Ron E2 rồi E0 rồi E1 chẳng hạn vậy, rất là nhiều tinh hồn. Thì với cá nhân mình thì ok, nổ nè, ok thôi anh em tập trung cái nổ cái đã. Không biết là ra nhân vật gì đây. Hy vọng là hủy diệt hệ lửa, đừng là hủy diệt hệ vật lý. Tôi sợ hủy diệt hệ vật lý lắm. Ok, hủy diệt hệ lửa, let's go anh em, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, thì hiện tại có rất nhiều anh em roll tinh hồn E0, S1, E1, S1, rồi E2, S1. Thì ok, phát này làm nhẹ cái phát vũ khí nè. Thì theo cá nhân mình nha, mình nói thiệt á, thì hiện tại với hai con ngạc đang đói tài nguyên của mình hiện tại nè, thì mình khuyên thật là nên để E0, S1 đủ để chơi rồi. Còn mà bạn nào mà muốn vận hành tốt hơn á, thì lên E1, S1. Còn nếu như mà bạn nào mà muốn gọi là super strong luôn, gọi là quá nó khỏe thì lên thành là E2S1. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình nghĩ là lên thành E0S1 sẽ ngon hơn. E0S1 nó sẽ tối ưu tài nguyên nhất, tại vì mình cảm thấy con meta break nó đang hiện tại nó ngon vậy, nhưng sẽ có rất nhiều con quái nó chia điểm yếu. Điển hình như cái đợt mà Ruin May ra thì con quái nó rất là khỏe, nhưng đổi lại là gì? Thì đổi lại của game á, thì là sau khi đợt Ruin May ra mắt á, thì gần như là con creep á, nó gần như bị counter anh em à. Gần như là những con mà đi với lại Ruin May là bị counter, dụ mà vấn đề mà phá điểm yếu anh em à. Thì nói chung là game mà nó cũng sẽ có con mạnh và con yếu, nhưng với cá nhân mình, con Acheron là con tướng nó khá là khó lỗi thời. Ok, nãy giờ Ron bên đầu vũ khí ra được quá trời tím luôn, nhưng mà nói chung là nãy giờ chưa nổ, là nãy giờ cũng chưa vui nha. Trời ơi, nổ cái đi nào, cho chút may mắn đi. Ok, rồi hy vọng vào một phát nổ may mắn nào, let's go. Ok, thì nói chung là mình chỉ hy vọng ra hủy diệt thôi, đừng ra cái gì khác. Hãy là hủy diệt, đừng là cái khác. Trời ơi, tại vì mình roll cho cả hai ạc luôn anh em ơi, cho nên là mình rất là căng thẳng anh em à. Trời ơi, cái gì trù phú ở đây nữa. You start the moment. Trời ơi, cái khoảnh khắc này làm tôi phải suy nghĩ kỹ lại về vấn đề đó. Trời ơi, nó xui kê chưa kê. Ok, rồi. Rồi, ok, vẫn chưa nổ. Ok, rồi phát này nè. Ok, thì đây là con ạc thứ hai, và mình hy vọng đây là phát x mười cuối cùng anh em ơi. Nói chung là một con ạc của mình thì là E0S0 rồi đó, còn con ạc còn lại hy vọng là E0S1, mình hy vọng là thế. Ây da, nổ rồi, nhưng không biết nổ cái gì thôi. Nổ ra cái gì thì mới là cái quan trọng anh em mà. Nổ ra cái mà mình không mong muốn thì mình không biết đâu. Ok, nổ cái gì nè. Rồi, ok, săn bắn hài hòa, đối kháng, dáng hình trong ký ức cũng rất là ngon, cho Ruin May khá là ngon. Ok, rồi hủy diệt. Ok, giấc mộng sẽ gọi về hay cái gì đó. Ok, nói chung là ra được trắng Firefly rồi. Ok, rồi hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye.